Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là em MK Gaming. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 4. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ làm hệ thống nấu đồ tự động và khám phá khu hầm mỏ bỏ hoang. Oh yeah. Chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái hệ thống nấu đồ tự động ở ngay đây. Mình đã đào sẵn chỗ này ra rồi. Ta sẽ bắt đầu thôi, làm nhanh để chúng ta đi khám phá khu hầm mỏ cho nó nhanh nào. Ok, đầu tiên chúng ta cần cái rương để chứa đồ sau khi nấu xong, và hai cái hopper để đồ chạy vô. Sau đó chúng ta đặt hai cái lò lên đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần hai cái hopper đi vô để bỏ nguyên liệu đây. Đây, cái này là chúng ta sẽ bỏ than vô hai cái rương này để nó nhẹ. Đấy, nó sẽ chạy than vô đây, mình sẽ test nè. Bỏ vô đây. Đó, nó sẽ chạy vô đây. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cần hai cái hopper ở đây để chứa hai cái hopper đó là để chứa đồ cần nấu này. À, mình thiếu hai cái rương mất rồi. Để mình đi làm thêm. Một, hai. Ok. Thì cái hệ thống này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần mất 5 phút là có thể hoàn thành được. À, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Đây. Thì mặt bên này chúng ta sẽ nấu thịt. Còn bên này chúng ta sẽ nấu khoai tây. Ok, vậy là xong. Chúng ta test thử nào. Chúng ta lấy một stack khoai tây, chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta bỏ 8 cục than vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta coi nào. Bây giờ nó sẽ tự động nấu. Chúng ta đợi nào. Ta đợi một tí. Mình chưa thấy nó bỏ vô rương hay là nó vô đây rồi. Mình nhầm mất rồi. Mình phải làm sao ta? Mình nhầm rương rồi. Chúng ta sẽ chúng ta phải đào cái chúng ta đập cái rương này đi. Chúng ta sẽ đổi chiều hai cái hopper này lại. Đây. Đấy, chúng ta sẽ đập cái này luôn. Chúng ta đặt lại hai cái rương nào. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lại. Đấy. Đấy. Vậy là xong. Chúng ta đã hoàn thành. Đấy, giờ chúng ta kiểm tra là nè. Đó, nó đã vô. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể để cho nó tự động nấu. Không cần phải đợi hết 64 cục thì chúng ta lấy ra. Nên không cần, chúng ta nấu luôn một lần nào. Chúng ta có nguyên liệu. Này, chúng ta tiếp tục lấy thêm một mớ nữa. Đấy. Ta sẽ nấu nhiều nhiều. Ý. Ý. Ta sẽ nấu nhiều nhiều một tí. Chúng ta
để dùng dần luôn. Đấy, than này chắc không đủ, chúng ta sẽ đi lấy thêm than. Piu piu piu. Đây, ta lấy một cục 64 đi, lấy thêm 16 cục để làm nến. À, sau đó chúng ta sẽ trang trí nhanh cái chỗ này lại một tí, rồi chúng ta sẽ đi khám phá bạc bạc. Ở đây chúng ta sẽ đặt một cái này cho nó sáng. Em mình quên mất, ở dưới mình đã đặt rồi, không cần thiết lắm. Ý. Bạn lưu ý là mình đặt cái miếng này thì mình phải đập ở trên nữa thì mới chúng ta mới mở rương được, không thì nó sẽ bị kẹt. Chúng ta không mở rương được là chúng ta sẽ không bỏ đồ vô được. Đã, chúng ta phải để vậy. Đấy. Chia lại cho nó đẹp. Đây có cái tấm biển mình đã gắn ở đây, chia đây lại cho nó đẹp. Biết chia gì mình có mở được không? Tuyệt vời, không mở bình thường không có vấn đề gì, thì là quá đẹp, ta sẽ không bị vấn đề gì cả. Ý. Trên này chúng ta có nên thêm, đây chúng ta thêm trái bí ngô đi cho nó sáng. Lên trên. Xong. Vậy là chúng ta đã hoàn thành hệ thống nấu tự động vô cùng đơn giản. À, khi nó hết thì nó sẽ tự động chuyển xuống. Chúng ta không cần phải dùng tay. À, chúng ta sẽ đặt ăn một cái đây. Chúng ta sẽ đặt thêm những cái tấm à, chúng ta ngủ luôn. Chúng ta sẽ đặt một số cái tấm này để chúng ta dễ dàng nhận biết. Đây, đây ở giữa chúng ta sẽ đặt than. Ở đây chúng ta sẽ đặt khoai tây. Ở dưới đây chúng ta sẽ đặt khoai tây chín. Đấy, tuyệt vời. Đó, kỳ là chúng ta nhìn vô là chúng ta sẽ biết chỗ nào đặt đồ gì. Bên kia phải trồng trái bí ngô cho nó đồng bộ, nó mới đẹp. Đấy, ở đây. Đó, ở đây phải có trái bí ngô. Bên đây chúng ta cũng làm tương tự, một hai ba. Sống cái này đặt thịt chín vô đấy. Ok, chúng ta đã hoàn thành hệ thống
Nấu đồ tự động. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ để đi khám phá khu hầm mỏ bỏ hoang. Đây, ở đây mình có một bốn cái cúp sắt, chắc là đủ. Hai cái kiếm đá, một cái kiếm sắt, năm cái cúp, hai cái rìu. Tạm thời những đồ không thiết mình sẽ bỏ vô đây. Chúng ta nên đem theo một xô nước, tránh tình trạng gặp phải nham thạch. Chúng ta đem theo than luôn. Chúng ta sẽ làm thêm đuốc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Đem thêm một ít đất, đem đồ ăn, vậy là đủ. Giờ chúng ta sẽ đi. Hẹn gặp lại các bạn ở khu hầm mỏ bỏ hoang. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ lấy tài nguyên cái đá. Tại sao lại chê tài nguyên? Chúng ta đang ở tầng 15, rất có thể chúng ta sẽ gặp được kim cương. Vì vậy chúng ta phải tận dụng tất cả những cái tài nguyên chúng ta kiếm được. Ở đây chúng ta có đường ray, chúng ta có thể lấy cái đường ray này để chúng ta sử dụng cho việc di chuyển từ ở phía trên xuống dưới cho thật là nhanh. Đường đi lên thì có gì không? Chúng ta đi lên trước đi. Sau đó chúng ta sẽ đi xuống lại. Tối quá. Chúng ta có một cái rương rồi kìa. Chúng ta coi chúng ta có gì. Yes! Ta có hạt giống dưa hấu. Vậy là chúng ta có thêm một loại đồ ăn nữa rồi. Thật tuyệt vời. Như mình đã nói là ở đây là có hạt giống dưa hấu mà. Mình nghe tiếng con gì? No, no, no. Ui. Ui, có con nhện. Sao? Chúng ta sẽ lấy hết tài nguyên. Chà, có vẻ mình mang hơi nhiều đồ. Chúng ta sẽ lấy hết tài nguyên nè. Sắt đồ là chúng ta không nên bỏ qua. Chúng ta sẽ giết nó. Shit. Đó, như mình đã nói thì đây có nhân thạch này. Ta không nên đùa. Ôi. Ghê quá. Nhiều đường quá. Có một con xương. Oh shit. Ê ê ê. Ê ê ê ê ê. Cẩn thận nó bắn rớt. Ê ê ê. Mình đang để chế độ khó nên mấy con quái nó bắn rất là rác. Không thể nào mà khinh thường nó được đâu. Chúng ta sẽ đi như bên này là chưa có đường. Chúng ta lấy sắt ra. Mình nghe tiếng của con zombie. Chúng ta đi. Chúng ta đi này qua đây trước đi. Tại vì mình cũng đang muốn tìm cái spawner của con nhện ở đây. Chúng ta sẽ cần để làm một số cái mod farm, cho nên chúng ta nên giữ lại. Chúng ta lấy than đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp sau khi mình lấy hết.
tài nguyên ở đây. Đây, bên này đừng cục rồi. Chúng ta đi tới nào. Oh no. Âm thanh rùng rợn quá. Chúng ta có thêm một cái rương nữa. Yeah, chúng ta có dép ngựa nè, ngọc lưu ly, kim cương, bánh mì. Ta lấy luôn cái này không ta? Cắm đuốc cái. Trong kia có cái gì? Có than. Chúng ta sẽ lấy luôn cái này. Lấy luôn cái rương này. Chết cha. Ra hết chỗ. Ê, chúng ta quăng đế củi. Quăng cái này. Quăng cái này luôn. Quăng cái này luôn. Quăng cái này luôn. Mình đem theo nhiều đồ quá. Không biết là có đủ chỗ để mang về hết không nữa. Tại vì sẽ còn rất là nhiều cái rương mà với lại tài nguyên mình quay lại để mình lấy cái xe với lại cái rương hồi nãy đây lấy luôn cái đường ray chúng ta sẽ cần sử dụng đây chúng ta đi qua đây chưa thử có cái gì không tại vì nãy mình đi tới chỗ kia thì nó cũng là đường cục. Ồ, đây lại đi xuống dưới lại. Không. Chúng ta đi lại cái đường hồi nãy thôi. Không nên mạo hiểm. Đây, có một con zombie. Con rất là trâu luôn á. Chém nó 4 phát nó mới chết. Ví dụ trong đây, zombie chỉ có than thôi. Bên đây cũng vậy, đi ngang qua có chết không? Ví dụ mà đi ngang thôi. Ghê quá không dám mạo hiểm không nên mạo hiểm ví dụ đi xuống đây có cái gì không ô ô ô ô coi chừng mình bị dụ ở dưới không có cái gì đâu rồi, chúng ta nên đi ra đây coi thử ơi ơi ôi 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 oh. Nó ở đâu không thể tin được nó ở đâu tại sao nó thấy mình chạy thôi thôi chúng ta đi đường này đi đi từ 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 chúng ta qua đây nhiều quá rồi chúng ta lấy vàng nào. Đây là tầng thứ 27. Chắc chúng ta phải xuống dưới lại. 5. Ồ, ở đây có điện sáng. Mình tới rồi hả ta? Ồ. Chưa tới mà tại sao có điện sáng? Cắm như đây cái. Đi. Ghê vậy. Ui. Chạy thôi. Giờ này mà nó chơi trò kinh dị. Không thể tin được. Mấy cái con xương này. Ồ, có đường nữa này. Tiếp thôi. Có đường thì mình cứ đi thôi. Ui. Anh ta sẽ lên. Như mình đi lạc đường rồi thì phải mình lấy sắt cái ngày mày càng đi lên hồi nãy mình ở tầng 15 mình rớt xuống là rớt xuống tầng 11 mà bây giờ mình đang ở tầng 28 rồi độ cao đáng kể nhưng mình đi sai đường chúng ta sẽ quay lại. Ta sẽ kiếm đường đi xuống chứ. Đợt. Ôi 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 ôi. Quỳ 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 quỳ. Không nên đùa giỡn như nó. Chết đi. Chết đi.
Chết đi, chết đi. Nè, ở đây có đường. Hay quá, để đặt cái đuốc ở đây. Để đây. Hay quá đây. Sắt nhiều thiệt. Ta nên lấy hết. Không nên bỏ sót. Chết cha, mình cũng quên luôn cái tọa độ lúc nãy mình xuống. Không biết nữa. Mình có bị chết mất xác ở dưới đây không? Đúng là khu hầm mỏ sắt cực kỳ nhiều. Đấy, coi không có gì hết. Để xem đi lên đây. Đây. Hạt biến ngô thôi, biến ngô chúng ta không cần lấy. Ta lấy cái xe. Sao lại có nước ở đây ta? Dùng cục than. Than chắc mình chắc không. Ồ, cái xe này nó không ấy lại với nhau được. Nó trốn chỗ qua cái này. Ý, có sắt nữa nè. Ý. Ta lấy hết nào. Không nên bỏ phí tài nguyên. Chắc chúng ta sẽ lấy một số cái đường ray về để chúng ta làm đường ray đi xuống cái căn cứ dưới lòng đất cho nó nhanh, khỏi cần phải chạy bộ. Đây. Ê, hồi nãy mình đi bên đây chưa? Ý, có một cục sắt nữa nè. Thì hình như mình đều nên nó hơi xấu, chúng ta sẽ lắp lại cho nó đẹp. Mình hết ấy luôn rồi, lấy đất đắp không sao cả. Ta sẽ lấy một số cái đường ray ở đây. À, ở đây mày cũng đều ra. Đấy, nó sẽ đẹp lại ngay. Xong rồi toàn đường cục không thế này. Rồi sẽ đi qua đây. Còn nó có cái gì không? Cắm đuốc qua đây. Rồi sẽ bịt dòng nước lại. Than. Than. Không có gì cả. À, chỗ này lúc nãy mình đi rồi. Có giết con zombie ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Đấy. Có cái cầu thang đi xuống. Hồ. Giỡn. Để sao xuống là đường cục. Ai hết chỗ nữa kìa. Quá nhiều đồ đi. Chắc mình sẽ bỏ lại một số rìu. Nhiều quá, mình sẽ không thể đem xuống về hết được. Mình sẽ bỏ lại cái xương nè, cái chimbi nè. Ok. Để lấy vàng nào. Gì nhiều vậy? Ta tiếp tục bịt nước lại để đi qua nè. Không biết. Biết có cái gì chết cha. Ta lên luôn. Ta bịt dòng nước lại.
Không, thì chúng ta sẽ không thể để xong cắm đua ở đây. Có đường ray thôi. Hướng này là lên đường cục. Như vậy mình đi sai rồi. Bây giờ mình cần phải đi lên trên. Ê, ở đây là đâu? Ở đây là đâu? Mà tại sao chưa mình chưa cắm đúng? Có cái rương kìa. Ngon nè. Có than, mức độ sắt vận biển hiệu suất lấy thôi. Căng thiệt, chúng ta bỏ một cái rìu đi. À, chúng ta ra lại chỗ cũ, chúng ta lấy sắt nè. Các cấp B1 cái đường ray, chúng ta lấy thêm vài cái nữa nè. Cho đủ 64. Trong này chúng ta đi xong chưa? À, còn cái này chúng ta chưa lấy. Là căng quá. Tại vì mình cũng đang thiếu rất là nhiều sắt, cho nên sẵn tiện thì chúng ta đào luôn. Không nên bỏ phí tài nguyên. Sỏi lắp luôn đấy, đẹp lại ngay. Còn neo nữa, ở đây mình đi chưa có sắt. Ở đây mình chưa đi, nãy giờ mình đều được hơn một stack sắt luôn, kinh dị thiệt. Nó mình không còn cái block nào để mình lắp lại nữa. Chúng ta tiếp tục đi qua đây nè. Tôi thấy ghê ghê. Sẽ không đi đường đó, chúng ta sẽ đi qua bên đây trước nè. Lại là trên cục. Ê, biến. Ê. Nhà hai bên là đường cục. Vậy thì chúng ta chỉ có đi thẳng thôi. Ê. Bắn rác thiệt. Vừa mới gặp mặt lại nó nè vô cái đầu này. Ấy da, giờ chúng ta phải tìm đường lên hoặc là tìm đường xuống. Không chúng ta sẽ bị lạc ở đây. Ở đây. Ở đây có cái gì không? Này cũng không, không có gì ở đây. Chúng ta tìm đường lên. Đây, hồi nãy mình thấy có một cái cầu thang đi xuống. Chúng ta tìm ra lại chỗ đó nào. Chúng ta đã hết, gần hết đuốc rồi.
cái xe ngon hơn ấy, lượm cái xe đấy. Đường xuống ở đâu, cho tôi thấy đường xuống. Ui, 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 có con Ripper. Chắc là mình phải lấy một số cái gỗ này để chúng ta quăng cái này, ta làm đuốc, ta tiếp tục đi. Bí ngô chúng ta không có cần, tại vì chúng ta đã có bí ngô rồi thì cần gì hạt nữa. Hình như ở đây chỗ đi xuống đúng không? Không đúng, bên đây cũng không luôn. Chết cha rồi, chúng ta đang bị lạc. Ở đây không phải, chúng ta bị lạc rồi. Không, chúng ta không thể bị lạc được. No, ta tìm đường đi xuống nào. Không có. À, đây không phải, mình đây, đây cũng đường cục đi vô đây. Đi ra đây, chúng ta đeo cái gì đây mày, ghê gì, bỏ qua đi, tạm thời bỏ qua. Nữa sao đi quanh quanh hồi cũng về đó vậy. Mình nhảy lên đây à, mình nghe cái tiếng nước chảy, ta sẽ đi theo dòng nước để chúng ta thoát khỏi cái chỗ này. Ê, đi qua đây coi chừng lại đi vòng vòng đấy. Chúng ta đi ra đây, đi qua đây. Ok, chúng ta có thể là chúng ta, ê, 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 ê. Để có thể là chúng ta để ra ngoài được rồi. Hả? Ê, chết, chúng ta vẫn thử đi đường này, tại vì mình bị mất phương hướng, vì mình không biết đi đường nào hết. Ôi, mình chạy vòng vòng trong đây nãy giờ. No. Mình bị lạc rồi. Mày không thể sống được. Chúng ta đi đường khác nào. Biết đâu chúng ta đi đường này chúng ta sẽ sống sót thì sao? Tại vì đây không được, chúng ta không đi đường đó được. Chúng ta đi bên này, ấy có vàng kìa. Ở đây cũng là có mỏ. Ok, chúng ta sẽ đi ở đây. Nghe tiếng gì rất là ghê rợn. Chúng ta cắm đuốc lên nè. Chạy ở đây, cắm đuốc ở đây, cắm ở đây, lấy sắt. Mục tiêu của chúng ta là vừa khám phá vừa đào tài nguyên, vì vậy chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để chúng ta đào tài nguyên. Đấy, cái này chỗ đi lên. Ủa, à chỗ hồi nãy chúng ta sẽ lấy cái gì? Chúng ta sẽ bỏ một
kiếm để từ từ chúng ta sẽ lấy, ta sẽ đổ cái xô nước này ra, ta sẽ lấy nước, à, chúng ta sẽ múc cái nước kia, chúng ta sẽ đi múc cái nước ở đó để chúng ta đi qua được, hy vọng là chúng ta sẽ đi qua kia được, hy vọng là nó chỉ là một cái nguồn nước. Ok, ta múc được rồi, ta đi tiếp tục nào. Ấy, chúng ta có thêm một cái rừng. Nhiều quá rồi. Redstone, chúng ta lấy redstone đi. Không có gì. Hình như mình vẫn còn bỏ sót. Tại vì lúc nãy là mình ở tầng 15. Chúng ta sẽ đi tìm cái lối đi xuống. Tại vì lúc nãy mình ở ngay tầng 15 là chúng ta thì có con sườn, chúng ta sẽ chém này. Ồ, sao mình đi ra đây lại rồi? Không được, không được. Nãy là mình nhớ mình ở tầng thứ 15. Giờ mình nên đi xuống lại. Đó, ta đi xuống tầng 21. Chúng ta sẽ tìm cách đi, có ở đây luôn. Chà, mình bị lạc ở đây mất rồi. Phải làm sao đây? Chúng ta đi vô cái hang này thử coi. Chúng ta kiếm được gì không? Được, ăn cái này. Ta không kiếm được gì cả. Rồi, ta đi qua đây. Không biết cái hang này nó dẫn đi đâu luôn. Chúng ta hết sạch đuốc luôn rồi. Không được, chúng ta cần phải quay lại để lấy một số gỗ. Trong đây than quá trời nè. Ta còn quay lại để lấy một số gỗ làm, không không, ở đâu cho nó thẩm mỹ, đặt ở chỗ đó nó mất thẩm mỹ lắm. Đâu rồi, sẽ là mất một cục. Đây, ta sẽ làm đuốc thêm. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm, đây 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 đây, như chúng ta đã ngỏ lên rồi. Đáng lẽ mình phải đi xuống chứ ta, sao lại đi lên, đúng không? Để mình phải đi xuống, đây cần xuống tầng 15 chứ không phải là đi lên. Thì bây giờ chúng ta đi đi khám phá cái hang bên kia trước đi, vì mình thấy nó cũng rất rộng, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó hấp quỳ. Không nên, mình không quay bên kia được, chúng ta sẽ đi ở này. Không biết ở đây có những cái, chưa biết có cái gì, mày thấy con này là không vui rồi. Đừng phạm. Có khi nào mày bị lạc luôn ở dưới này không ta? Cũng có thể. Ê, chúng ta thấy vàng. Dưới này chắc chắn là nhan thạch luôn, nó mới sáng như vậy. Chà, gì căng vậy? Gì căng quá vậy anh? Súng cũng hư cuốc nữa. Căng quá ta. Nhưng thật
có một cục kim cương nào hết. Tầng thứ hai mươi mấy luôn. Hay. Căng quá vậy ta. Hết chỗ rồi. Bên này đi chưa? Ủa, đi một hồi mình muốn lạc đường trong này luôn. Không biết lối nào là lối ra, lối nào là lối vô luôn. Đi một hồi từ cái hầm mở không đi. Thôi lỡ rồi, chúng ta lấy hết những gì chúng ta thấy dọc đường thôi. Ê, 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 hình như mình sai sai ở đâu đó. Mình sai sai ở đâu đó rồi. Bây giờ làm sao mình đi lên đây? À, chết cha chưa? Bây giờ lối lên ở đâu? Không tự tin được. À đây. Đây mình lấy cục sắt ở đây. Chắc mình sẽ lấy những cục này nữa là đủ rồi. Tại vì mình cũng hết chỗ để mình sẽ, nếu mà cần thì mình sẽ xuống đèo sau. Giờ mình cần tìm đường thoát khỏi cái chỗ này. Một mê cung. Chúng ta đang bị bao vây bởi mê cung. Ta không thể thoát ra được. Chết. Chết rồi. Chúng ta đi lên. À, ở đây chúng ta không đi được. Vì là lối ra ở đâu đó. Quên mất lối ra. Cái nào ở đây? Lối ra ở đây cũng chả có gì luôn. Rồi. Mình sắp hết đuốc nữa. Chắc mình sẽ bị mắc kẹt ở đây quá. Có khi nào là vậy không? Đừng nha. Ê, chúng ta đã tìm lại được đường về hầm mỏ. Thiệt là mừng quá. Ô, chúng ta đã đầy rồi, chúng ta không lấy nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thám hiểm hết cái này. Tại vì mình thấy ở cái tầng thứ 15 lúc mình vô thì mình chưa có đi được nhiều, mà tại sao nó lại hết nhanh như vậy? Tại vì thường mình nghĩ những chỗ này nó rất là rộng, ta có thể đi vô tư. Cẩn thận mấy con sương nó bắn chết đó, như các bạn thấy. Đấy, trên đây có gì không? Ý, mình bị dính tơ nhện rồi. Có bốn cục, chắc là đủ lên. Tuyệt vời, đủ lên trên đây. Ta cần một cục ở đây. Ta vô đèo chút để chúng ta có đường qua. Lấy thêm cục nữa. Đấy. Này thì không có cái gì hết ha. Chúng ta sẽ đèo trên đây. Chúng ta sẽ cần một ít gỗ để làm đuốc. Để lấy một số cục ở giữa nè. Ta tiếp tục đi. Hình như chúng ta đi
qua đây. Hết. Ví dụ chúng ta quay bên đây. Cắt nến lên. Này, này có cái gì nè? Chúng ta nên qua đây. Này vô đây thử. Này vô đây thử coi. Chắc cũng không có gì luôn quá. Tại vì mình thấy đây là đường cục mà lại còn có cái bãi nước nữa. Cái không được rồi. Nè thì để cái này nó giữ với lại. Không lẽ ở đây hết rồi sao? Đi qua bên đây có cái gì dưới đây không? Mình đẹp. Có phải đường hầm đi xuống đúng không? Không phải. Dù ở đây có đường nào đi xuống không anh ơi? Có phải đường này đi xuống không? Ê, đúng rồi. Tầng thứ 21. Không phải. Tầng thứ 21. Không phải. Chúng ta đi lên lại. Phải hết. Đó, nó. Cắm nến. Ừ. Này chúng ta lấy rồi. Cái dép ngựa. Bao sắt. Lấy cái dép ngựa về. Sao không có yên ngựa ta? Tại vì mình đang cần một số yên ngựa để chúng ta bắt ngựa về cưỡi. Cưỡi chứ. Không phải nghe cưỡi 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 ngựa đây phải không? Đúng rồi, chỗ này là hồi nãy chúng ta lên nè, đúng không? Đúng không? Đó. Là gì? Một lưu ly. Tự nhiên quên mất tên. Hồi nãy chúng ta lên ở đâu? Giờ tôi sẽ đi tiếp. Không còn cái gì luôn. Đây, đây là chỗ chúng ta lên. Ok, thì chắc cũng là đã hết rồi. Thì mình cũng sẽ kết thúc tập này ở đây. Cái đoạn mình đi bị lạc nó chiếm khá là nhiều thời gian, chắc cái đoạn đó mình sẽ tua nhanh thôi chứ không để các bạn phải đợi lâu đâu. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà thấy hay thì có thể like và chia sẻ giúp mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Bye bye.